Phim mới nhà bà nữ cán mốc 250 tỷ, Trấn Thành giàu cỡ nào? Sau nhiều năm hoạt động tích cực, Trấn Thành đã tích lũy khối tài sản khủng khiến nhiều người trầm trồ. Phim điện ảnh nhà bà nữ của Trấn Thành vẫn đang oanh tạc phòng vé từ Tết đến nay. Theo như thông tin Trấn Thành cập nhật thì doanh thu của bộ phim đã cán mốc 250 tỷ đồng sau 8 ngày công chiếu. Một con số khủng trong thị trường phim Việt. Nhiều người dự đoán nhà bà nữ sẽ xác lập nên kỷ lục mới mà bố già đã làm được. Thành công liên tục trên thị trường điện ảnh, có thể thấy Trấn Thành đã khẳng định anh là một ngôi sao đa di năng của showbiz Việt. Từ khi gia nhập làng giải trí, ông xã Hari Won có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như minh chủ, diễn viên hài, ca hát. Và sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, Trấn Thành đã tích lũy khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Xuất hiện dày đặc, các xe thuộc hàng tốt và lập kỷ lục với hai phim trăm tỷ. Với tài năng, vốn hiểu biết cùng sự duyên dáng trong cách dẫn dắt, Trấn Thành là gương mặt minh chủ của nhiều chương trình. Dù chưa bao giờ tiết lộ mức cắt xê của mình nhưng theo một số nguồn tin, Trấn Thành được trả 30 đến 50 triệu đồng cho mỗi tập lên sóng. Riêng những sự kiện mà Nam Minh Chủ tham gia được bầu sâu trả tới 6.000 USD, khoảng 140 triệu đồng. Lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành liên tiếp thắng lớn với hai bộ phim Bố Già và Nhà Bà Nữ. Với Bố Già, Trấn Thành gây sốt với con số 400 tỷ, bộ phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Và kỷ lục này được dự đoán sẽ bị Nhà Bà Nữ phá vỡ trong thời gian tới sở hữu nhiều bất động sản. Sau khi kết hôn, Trấn Thành và Harley Won sinh sống tại căn chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2019. Trấn Thành chi 7,5 tỷ đồng để mua thêm một căn hộ cao cấp rộng 100 phút 2, hướng nhìn ra Hồ Tây ở Hà Nội. Danh Hải Trường Giang từng bật mí rằng Trấn Thành và Harley Won còn có căn nhà lên đến 20 tỷ đồng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sưu tầm hàng hiệu đắt đỏ, trưng bày tủ nước hoa trăm triệu. Trấn Thành nổi tiếng là người yêu thích cái đẹp. Nam Minh Chủ cũng không ngại chi tiền để sưu tập những chai nước hoa tiền tỷ. Trong một đoạn clip vào tháng 3 năm 2021, Harry Won khiến dân tình choáng ngợp trước bộ sưu tập hơn 600 lọ nước hoa của Trấn Thành. Tính xương xương dòng nước hoa dâu dơ của Trấn Thành đang có khoảng hơn 50 chai, và mức giá của mỗi chai đều không hề dễ chịu, trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng sở hữu nhiều chiếc đồng hồ tiền tỷ được gắn vàng, kim cương. Trong số đồ hiệu đắt đỏ của Trấn Thành đáng nhắc đến nhất chính là chiếc ghim cài áo. Nam minh chủ không ngần ngại chi hàng trăm triệu đồng để mang về 14 chiếc ghim cài. Ông xã Hajiwon còn tậu nhiều xế hộp đắt đỏ với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. Không những vậy, Trấn Thành là người thích ăn uống và hay chi tiền để đãi bạn bè. Cuộc sống giàu có của Trấn Thành cũng thể hiện qua việc anh thường xuyên tổ chức du lịch, tận hưởng chuyến đi trong khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trấn Thành sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ.